thông minh ta, gọi cắt dưới luôn. Tính ra Mỹ thông minh nha, nó không biết cái nắp nằm đâu hết trơn. Nó quấn quấn hết cuồng con keo luôn. Cuồng chứ còn cái gì nữa. Hay quá, Mỹ thông minh ha. Easy, game easy. Ôi ôi, nguyên một bài hay luôn. Thôi được rồi đó, mà gặp ở trên ra luôn đi đó, kệ nó, nó quấn cái thùng cho chắc mà, đâu liên quan đâu đó, gặp cả luôn. Đó, chưa chưa gãy nắp, lôi ra luôn, lôi ra luôn, lôi nguyên bệ đó ra luôn, không nguyên bệ này nè. Ừ đó, thấy chưa. Đây mực ống, thật ống to nha, bự. Rồi cái bè kinh hai con lên thì anh Phúc tặng cho Trà Vinh quê tôi, anh em Trà Vinh quê tôi hai con cá bè để làm gì á, để cho ngay nha. Bắt hai con to bự đi, coi chừng nó cái gai nó sốc vô cá bè cả nhà. Này trời ơi, cân là 1 ký đi con rồi, con đó to không, con to to á, 2 ký 8 à. Rồi rồi lấy xuống 2 ký 8, con nữa hai ký 9 đó nha, 2 ký 9, 2 ký 8, 2 ký 9 là nhiêu? 2 ký 8, cái 2 ký 9, 5 ký mấy? 2 ký 8, 2 ký 9, 5 ký, 5 ký mấy? 5 ký 7, chính xác chưa? Thử qua đây luôn. Út bấm máy tính thử đi, không đúng thì tính lại. Rồi giờ hai con nữa. Cái này là của, cái này là của anh Lê Quỳnh, không biết nó có cái nick Zalo Lê Quỳnh, chứ không biết người đó tên gì nha, quên hỏi. 3 ký 1, cái gai đó sốc có đã, Út nói sốc rồi mà. Anh lấy 2 con với 6 ký tôm với cái sốc nữa đó, đừng cầm vậy, cô đôi gai vậy là sốc rồi. Cá bè, cá bè này chắc ngon nè. Chim, cái chim đen cả nhà, thịt không à? Bữa giờ cũng chưa có ăn nữa, bữa nay mình ăn thử rồi mình biết cái cảm giác của nó sao nha. Bữa nay ăn cá chim ngày mơ nha các bè, ăn mấy món khỏi có liên quan tới bằng luôn. Cái này cho miếng xả ớt bột ngọt đó, miếng nghệ vô vậy mới ngon nè, miếng mắm. Nước mắm của Calamen đó, cho miếng nước mắm vô nè. Ồ, ngon chưa. Ăn với canh bí, với lặn đất rau cải à. Ai ăn cái cảm giác ăn, ai thích ăn gì thì ăn. Cái này ướp với có miếng nước mắm vô vậy nè, với miếng muối vô nó màu thấm lắm, có nước mắm nó vô màu thấm. Cái này để khoảng 10 phút 15 phút chiên màu thấm ngon. Này muối lọc lạc cái ngay thằng muốn vừa ăn thôi, không muốn mặn lắm. Nay mình tự thưởng thức cá chim đen, thấy nó mập nó mỡ không à, không biết nó ngon không nha. Chút xíu hàng sẽ cho cả nhà biết cái cảm nhận lần đầu ăn con cá chim này thì nó như thế nào. Ta nói ăn chim đen, cái chim đen này thì ăn ngon hơn cái chim trắng, không biết sao nữa. Nghe nhỏ bán nó nói á. Xong rồi, để đây. Nó hấp dẫn quá, ngon quá. Còn cả nhà ơi, cá chiên nha,
Tôi thử mình ăn thử con cá chim này nữa coi nó. Cá chim chiên xả ớt nhầy. Cái chảo chiên lần được có 1 con, 2 con cá chiên 2 lần. Mà cái nhà ăn cá chiên ăn cơm. Cả nhà ăn cơm cả nhà ấy. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Không mời cả nhà ăn cơm cho mong. Ăn đi. Mẹ ăn thử cá chim chứ mẹ. Để chồng mẹ thử trước hả? Có độc không? Ngon mẹ. Ngon. Béo không? Thịt nó béo không? Béo. Giờ tới bà nội thử đi. Thứ này hay. Thấy thấy ngon không có gì đâu. Cá chim mà cả nhà. Thịt nó sao? Ngon không? Béo. Ngon. Ăn ngay mì gì? Các bạn thử đi con. Ăn cho biết. Nấu sớm nó cũng chưa có thấm. Chưa thấm. Chưa thấm này mà muốn chiều chiên đi không? Chứ con muốn hơi lạc quá. Ờ con muốn hơi lạc ăn để lạc. Nấu áo ngoài không lạc mà đều thấy nó thấm chậm. Cá chim ngon mà. Ngon á. Vì vậy nó không ăn được cá biển nữa, mà nó ăn cá chim nó còn khen ngon mà. Không có tanh lắm vậy nó ngon. Ngon lắm ngon. Cá chim ngon lắm nha cả nhà. Tại bữa nào nó ngót thử. Thấy nó ngót ngon lắm. Thịt không à. Cả nhà xem là thịt không à. Muối xả ớt nó thơm. Trời ơi. Chà, dính dính bề mặt cũng hơi mặn rồi nha. Cái này thấm càng nặng á ha. Ngon rồi, cá này ngon. Cá chim ngon lắm rồi cả nhà. Thịt nhiều nữa. Thịt quá nhiều luôn. Không có mấy xương nhỏ, chỉ có xương bự. Để chiều muối ăn muối ít con đem ra trò cho cha con của bạn Bình. Bình thích lắm á, an tâm á, mà kiểu này an tâm thích lắm nè. Ăn đi, ăn rau vô bà. Chị ta nói mấy người người ta mua mà ta nói cá chim đen ngon nha. Chim ngon thiệt. Ngon. Chim ngon rất là. Này chả cá khô của đầu bếp Bi. Nè thịt nướng của đầu bếp Bi. Cá ngon thế này. Muối xả chiên ngon. Thật lắm. Cái này là muối xả chưa ăn rồi. Đi ngồi qua ghế không ai cách ly ở nhà. Ngủ mà cũng bị sợ. Mang bệnh nha. Bệnh ghế có ông bà thằng bê chân dài miên man. Đừng để nó cao hơn mình nha con. Hả? Hả? Cao hơn không? Cỡ mấy sáu không bị? Bảy. Được rồi. Con mét mấy? Ghệ nó mét 7 á. Con nó mét mấy? Mét 8. Ôi, coi vậy thì không ra không? Tại ghẹo á. Chân dài miếng mang mà chân dài thường thượt luôn.
Thế hệ sao nữa sao chịu nói. Cái chim mà bay ngon ghê. Này. Còn muốn ăn cái gì chưa? Ăn cái thật lòi đó, cái lạnh lòi. Mẹ này ý là muốn liền mà ăn thử này còn mặn ha, gặp thấm cái nữa chắc cha mẹ ăn vừa. Ngon. Ngon ha. Ngon. Rồi sắp mang chim. Cái chim muốn sợ qua tặng cho ghệ mùa dịch đi. Ha. Được không? Thêm con cá bè nữa. Nó ăn hết từng luôn á. Nó ghệ sao? Bằng sao? Bằng có ghệ chưa bằng? Bằng, có ghệ chưa? À. Không có sặc rồi nghe. Rồi vô đây ăn một mình á. Lát mà sặc vô cá là phải bắt ăn hết hai con cá này nha. Có ghệ chưa? Chưa thì nó chưa còn có rồi thì nó có rồi. Có chưa? Vậy là giữa lần chừng rồi cả nhà ơi. Cái đó là cái bi đang là của em thiện em mua cho người nhà ở Gò Vấp. Thì cái đó là trứng, hai thùng trứng với một thùng cá với tôm với mực thì em mua cho người nhà của em. Rồi còn cái sầu riêng này á thì thằng đi cho chị Thủy sầu riêng với chú Sáp nữa. Chị thấy sầu riêng với chú Sáp với Sari. Bữa nay Sari ngon quá trời luôn. Thì lúc Hằng đi mua cái hàng nó ủa sao Sari ngon như vậy. Cái chị nó ủa vậy hả mua Sari. Cái sầu riêng trời ơi sầu riêng ngon. À vậy mua sầu riêng. Sao ấy nó chú Sáp ngon. Thôi vậy mua sao thêm chú Sáp đi. Chị Thủy dễ thương lắm. Ở bên Úc nha. Mua đồ của Hằng nhiều lắm. Thì chị khen cá của Hằng rất là ngon. Không dừa. Thì mà hổng mua cho Khương dừa là chị á. Còn cái thùng này là của em Hạnh. Em Hạnh này là mẹ của em Hạnh nè, cô rất là thương Hằng nha. Thương Hằng dữ lắm, thương luôn. Thì lần trước á thì đi có một thùng đồ nhỏ xíu thì Hằng chịu ship luôn. Chịu ship cho cô luôn. Tại vì nghe nói tội nghiệp lắm. Thì con cô nói mẹ thích ăn, mẹ em thích ăn thì cho dù cái đó mắc tiền nhiêu em cũng mua cho mẹ em ăn. Cho nên hồi đợt rồi Hằng đưa đi Hằng chịu ship luôn. Nghe em nói thấy thương quá. Thì cô rất là thương Hằng. Ngủ thì thôi chứ thức là sẽ xem clip Hằng gì quan tâm. Thì cái này là cái thùng cá kèo nuôi Hằng mua bỏ đây nè 3kg cho em nè. À, thì phát lỗ như vậy nè. Chút nó cho nó cái lỗ nó đi bi. Với cái thùng mực đồ này kia của em ở ngoài. Thùng cũng thùng nhỏ nữa. Của em có hai thùng nhỏ à. Em Thiện với hôm nay Thiện đi cho anh Lê Quỳnh hai con cá bè. Anh Lê Quỳnh hai con cá bè. Với nè, em lật qua đây cái rồi nó đứng lên cái chị cục bên đây nè, cục bên kia bên đây nè. Hai con cá bè với tôm, 6kg tôm bự. Thì nói chung ra thì Hằng bán thì khách hàng của Hằng á mua rồi sẽ quay lại mua nữa, mua rồi sẽ quay lại mua nữa. Thì người nào cũng vậy thì cứ mua, không gài Hằng không có quay á.
chứ toàn bộ khách hàng của Hằng toàn là quay ngược trở lại để mua hàng của Hằng không, nhưng thằng không có thời gian quay nha. Thì Hằng cũng nói là hàng của Hằng ngon, nhưng mà cả nhà ăn đi rồi cả nhà mới biết được là ngon hay không. Thì hầu như Hằng bán cho ai rồi Hằng hay gọi điện hỏi thăm, à cái đó có ngon hay không. Bữa nay Hằng đi cũng mấy thùng, thùng này, thùng này, đó thùng trong kia. Hôm bữa thì Hằng mua chuối sáp cho chị Thủy gửi cho người nhà đó, cái hôm nay mua nữa, trái nào trái nấy nó to vậy nè, thì Hằng lựa nha, lựa to Hằng mới mua. Này siri, siri, siri ngọt, ngon lắm. Đây Hằng lựa cái sống sống mà sao giờ này nó chín hết trơn rồi nè, ngọt lắm. Cái cherry này ngọt, cherry cái này Hằng mua cho chị, cho người nhà ăn. Thì bữa nay Hằng đi nhiêu đây đồ nè, nhiêu đây đồ là của Hằng hết. Còn cái thùng đồ này là của chị, à, chị Duyên, chị Duyên mua cho người nhà của mình. Thì em Thắng đã nhận. Thì cái thùng này với cái này chuối, chuối sáp, chuối ấy, rồi cam, rồi cái gì nữa đây, qua rồi, khoai lang, bắp, nằm vô một thùng này, dưa hấu đồ này kia thì Hằng vô cái thùng này, với rau cải nữa, với thêm một thùng này nữa là của một người nha. Cái này là ba cái thùng này là của một người, là chị Duyên ở Mỹ á, chị mua cho người nhà của chị, với bốn cái khóm thì cho vô một này ấy này hết. Giờ Hằng vô làm cua tiếp, công nghiệp con trai của Tâm bê lắm, hàng này dễ vỡ của nó nè. Đụng vô nó đứt, đụng vô nó, đụng vô nó đâm, mà nó kêu là để hàng dễ vỡ. Hàng dễ vỡ của Bi á. Cua này cua gạch nè cả nhà, thấy không? Gạch lòi nè, gạch hở nè. Thì Hằng mua gạch nhất của người ta rồi, Hằng mua hàng nhất của người ta rồi, cho nên luôn luôn nào Hằng bán hàng là cũng phải mắc hơn ta. Hằng cũng thừa nhận là Hằng bán mắc đó, tại vì đồ của Hằng là hàng, hàng của Hằng là hàng bao, cho nên á cái Hằng đi mua cái cọng lớn vậy nè. Đây đó, bây giờ cả nhà mua cọng này hay là cả nhà mua cọng này? Bây giờ mua cọng này thì Hằng phải bán rẻ rồi. Nhiều người á nói ở đây cua rẻ giá vậy, nói vậy, nhưng mà có đưa cua đúng như Hằng không? Hằng, tất cả những người ăn cua của Hằng đều quay lại mua cua của Hằng thì cả nhà biết rồi. Hằng bán hàng bao. Còn cái nè, cây nè, cọng dây gì đây nè, đó cả nhà thấy Hằng đi mua không? Đó, cọng dây đây nè, chịu nổi không? Để tại sao về cái Hằng chỉ làm cọng dây nhỏ xíu lại về để Hằng bán, thì cả nhà cũng đủ hiểu cái con cua này với con cua này. Cái này là mua dây nè, còn cái này là mua cua nè, cả nhà cũng hiểu nè. Đó, mà tại sao nhiều người lên nói cua rẻ nè, nếu mà cả nhà muốn mua cua rẻ Hằng giao cua rẻ luôn đây nè. Bây giờ Hằng tháo dây ra cho cả nhà xem luôn đó, bao nhiêu cộng nè ha, để cả nhà xem rồi cả nhà sẽ phân biệt mua dây hay là mua cua. Đây, nếu mà cái này á, người ta cái nhúng vô nước một cái đó, là nó làm sao nè, cộng dây nè cả nhà xem, chưa đâu, còn đây một cộng nữa đây, một cộng nữa. Mà cái này nó nhúng nước á, nó chỉ cần á, là lúc nó cân cho cả nhà nha, nè đó nè, nhúng nước một cái thôi, cái cục này lên như vậy 200g nè cả nhà xem đi, 200g mới có cái cục đó, chưa tính cái cọng dây này. À, bởi vì cả nhà bây giờ nếu mà cả nhà ham rẻ thì cả nhà nói mua cua rẻ thì Hằng sẽ bán cua rẻ cho cả nhà, còn nếu mà tháo dây thì Hằng bán tháo dây. Cái này là một con này đó, thấy rõ ràng chứ, 200g luôn, Hằng không có nói xin dốc đâu. Hãy cả nhà xem đi, cả nhà phân biệt.
Thì giờ mai mốt đó, mà muốn mua cua gì thì Hằng bán cua đó nha. Đây, cua của Hằng thì nó lòi gặp cái gì đây nè. Đó. Và nếu mà cả nhà đi mua cua mà cả nhà đòi lòi hết như vậy thì làm gì có nhiều. Mình muốn mua nhiều vậy người ta bán cho mình á, thì người ta phải có giá cao người ta bán cho mình. Còn nếu mà lỡ lỡ lửng lửng á, thì người ta mới bán cho mình giá rẻ. Tiền nào của nấy nha cả nhà. Thì hôm nay Hằng nói cho cả nhà nghe để phân biệt cua. Đó. Tại sao nè, con cua nhỏ xíu như vậy nè. Đó, tối cọng dây nè cả nhà thấy không, tháo ra là bằng cọng dây hồi nãy luôn, mà đem về Hằng phải trói lại cái cọng dây nhỏ xíu gì nè, nè đó. Thì bây giờ mình mua dây hay mình mua cua, nó vậy thôi, mình phân biệt vậy thôi. Cọng dây á, một cọng rồi mà còn cọng nữa nè, nè xem. Tại sao Hằng phải đi về phải trói vậy nè, phải là cả nhà mua cua mà dây bự đó. Hằng khỏi trói mất công rồi, khỏi bị cua nó phập. Cái hõm á, cua kẹt một cái hả là đứt luôn ngựa móng luôn. Cái nhà mà mua cua mà đòi dây đi mình khỏi chói, khỏe nữa. Mà nay á, là có một cái biết một cách này nha cả nhà. Nếu mà con cua mà nó kẹp mình hay là nó kẹp cái gì, cả nhà khỏi vô đây, nó sẽ tự động nó buồn. Hôm bữa bị cắn ấy, nhờ hên khỏi vô đó chứ không thôi là chết rồi. Nó thôi là nó miết ngồi chắc đứt nguyên nó tay. Không, không ảnh hưởng gì, nhưng mà ngay cái cơ của nó, ngay cơ của nó ruột ra. Chứ mà mình muốn mà nói phải nói chứ, bắt cua đầu của người ta, cua gạch lòi vậy nè, rẻ mà ngon làm gì có. Tiền nào của nấy nha cả nhà, đã là hàng bao rồi mà người ta dám bán con cua, nhưng mà người ta dám giả sử như cua nó không ngon thì ta sẽ đền lại cho mình, hay là ta bớt tiền cho mình. Còn hả mà bán cua mà hả không bớt tiền á, thì cái nhà muốn mua cua nào mua đây. Đó, hồi nãy xong, nãy đâu rồi, bỏ vô thử coi bao nhiêu ra, bao nhiêu gần 250 luôn. Đây gần 250 nha, con cua gần 250 ra gam dư lòi vậy nè. Đó, đi kiếm lòi đi. Cái này là cua này là của em Hằng đã gọi chắc hả em. Em mua cua thì giờ Hằng lấy cua gạch lòi cho em. Quá trời con nào nó lấy một cái này xem. Đây cua gạch lòi, gạch lòi là nó vậy đỏ. Đây nè, thì Hằng mua, em mua cái cua gạch thì Hằng gửi tặng cho mẹ của em cô một con cua cớm. Cua này cớm mà nè, thì cô ơi con gửi tặng cô con cua cớm nha cô. Thì cô xem clip này con biết cô xúc động lắm luôn. Cô mẹ của em Hạnh là cái người mà thương Hằng, nói chuyện với cô á là cô cười suốt rồi, cho nên cái con này là con tặng cho cô. Lựa cua gạch bán cho người nhà của mình, nhưng mà tặng lại cho cô một con cua cớm. Gạch hở, kiếm cái nào gạch hở á, nếu mà Hằng nãy Hằng bán, chứ gạch mà không hở mà Hằng để lại là ngày mai mà để lại bữa hai bữa này nó có nguy cơ đó, là nó sẽ ngum ngum á, ngum ngum á. Cho nên mình phải kiếm cái con mà gạch như là lòi nè cả nhà xem, nó dây này nó hút nước không, hút nước nè, rồi dắt nước ra một cái, không biết. Hai con này chưa được một tiếng nên Hằng tháo luôn cọng dây này. Trời ơi còn thêm cọng dây nữa nè, dữ lắm. Rồi được, giờ xong rồi cả nhà ơi,
giờ chuẩn bị đi ngủ thôi, để vô tắm rửa ăn uống ngủ thôi. Giờ này tối rồi. Ủa sao bữa nay người ta mở đèn đi, sao bữa tắt đèn mà tưởng đâu 6 giờ không cho đi ra đường rồi cái tắt đèn luôn chứ. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn cả nhà vào clip sau.